50 câu trắc nghiệm ở ôn thi giữa kỳ 2 lớp 7 nhé. Rồi câu số 1, chúng ta sẽ nhìn vào như thế nào đây ạ? À, đây là những câu liên quan đến từ để hỏi đúng không ạ? How far là bao xa? How far thì chắc chắn là chúng ta phải dùng là is it from to đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ loại how far đầu tiên nhé. How much là bao nhiêu thì cái này phải cộng với danh từ không đếm được đúng không ạ? How many cũng thế, cũng sẽ cộng với danh từ không đếm được. Thế nên là một cái mẹo nhỏ nhỏ để cho các em dùng, đó là how long, đó là bao lâu. Thực ra how long nó cũng sẽ đi với take đấy các em ạ. Đi với take có nghĩa là mất bao lâu thời gian, đúng không ạ? Mất bao lâu nhé. Ok, câu này cô sẽ dịch đó là đi từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay thì sẽ mất bao lâu. Được chưa ạ? Rồi câu số 2 của chúng ta, there. Đây là there thì chắc chắn là cũng sẽ sử dụng là there cộng với to be thôi. Ví dụ như là there is, there are, hay là there was, hay là there were, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong trường hợp này chúng ta đừng vội khoanh vào câu đi. Bởi vì là gì đấy ạ? À, a bus station là một chủ ngữ, sorry, một là một danh từ số ít, đúng không ạ? A bus station là một chặng xe buýt thì chúng ta sẽ không thể chọn là đi được. Câu này phải loại đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ loại C luôn, bởi vì cấu trúc used to của chúng ta là used to cộng với cả là mẫu nguyên mẫu, đó là đã từng làm gì đấy. À, đã có từng là gì đấy ạ? Used to have một cái chặng xe buýt. Chúng ta sẽ xem coi câu A hay câu B đúng hơn nhé. Thì cấu trúc của cái từ have á, thực ra bản chất là there cộng với to be nó đã bằng have rồi các em ạ. Đã bằng have rồi. Nhưng chúng ta không thể sử dụng một lúc sử dụng there, sử dụng have được, nên là chúng ta sẽ chọn là A. Chúng ta chuyển cái từ is am a về dạng nguyên mẫu của B, đó chính là mẫu không là B. Alright. Câu số 3 này. Câu số 3, marbles là B á. Viên B đúng không ạ? Khi mà tôi còn nhỏ thì but now I didn't. Khi mà sử dụng câu but now thì chúng ta sẽ nhớ đến cấu trúc used to, có nghĩa là tôi đã từng chơi, và sẽ chọn ngay là B, có nghĩa là I used to play. Alright. Câu số 4. Rồi nãy cô vừa nói đúng không ạ? Is it from A to B? Khoảng cách từ nhà bạn đến cái trạm xe buýt gần nhất là bao nhiêu? 50m, rất là gần. Nên là cô sẽ dùng là how far. How far. Câu số 5, sau should, sau modal verb. Sau modal verb ví dụ như là can này, should này, may, might, vân vân, đúng không ạ? Sẽ cộng với động từ nguyên mẫu. Thì câu này chúng ta sẽ chọn là A, B, C hay là D. Tuy nhiên á, thì trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy nhé, at the zebra crossing có nghĩa là vạch qua đường dành cho người đi bộ. Vạch qua đường thì đã là vạch qua đường, đây là các cái đường kẻ á các em, đường kẻ. Nên chúng ta nên đi trên, walk across là đi ngang qua, walk through là đi xuyên qua, không thể đi xuyên qua được mà chỉ có thể là walk on the walk thì nó chưa đủ. Đúng không? On the seat. Alright. Câu số 6, drivers, những người tài xế sẽ phải gì đây ạ? À, thấy seat belt, đó là dây an toàn. Dây an toàn thì có một cụm từ của nó, đó là fasten the seat belt, đó là thắt dây an toàn. Được chưa? Thắt dây an toàn nhé. Câu số 7, we should wait for the traffic light. Chúng ta nên đợi cái đèn giao thông. Đèn giao thông chuyển qua màu gì ạ? À, màu xanh trước khi sang đường. Chúng ta sẽ có câu A và câu B là đều là turn green, đó là đèn xanh. Chúng ta nên đợi cho đèn giao thông. For này. For cộng với một tân ngữ thì thường sẽ đi với một to verb, có nghĩa là để cho ai hoặc là để cho cái gì đó như thế nào, làm gì. Nên là cô sẽ chọn là B. Nhiều bạn sẽ khoanh ngay vào câu A thì rất là dễ sai, đúng không? Câu số 8, cấu trúc của câu số 8 đó là obey. Obey, bình thường obey nghĩa đen của nó là nghe lời. Tuy nhiên ở đây là chúng ta sẽ là obey the traffic rules, đó là tuân theo luật giao thông. Tuân theo luật giao thông, được chưa ạ?
Traffic jam đó là kẹt xe. Regularly đó là thường xuyên. Câu này tất cả chúng ta phải tuân theo luật giao thông một cách nghiêm túc nhé. Strictly nghĩa đen của nó là nghiêm khắc, nhưng mà trong trường hợp này là nghiêm túc. Câu số 9, cyclists là những người đạp xe đạp, and motorists là những người lái xe máy, have to wear gì đấy ạ? Wear helmet, đó là mũ bảo hiểm. When they ride a motorbike, khi mà họ lưu thông trên đường bằng xe mô tô, được chưa ạ? Câu số 10, he forgot, forgot là quá khứ của từ forget, verb 2 của từ forget đúng không ạ? Có nghĩa là anh ấy đã quên là leave gì đấy ạ? Before he turn left là rẽ trái. Anh ấy quên gì ạ? Bật đèn xin nhan. Give a signal. Give a signal. Cô nhớ là cái câu này cô cũng có sửa rồi ấy. Bật đèn xin nhan nhé. Bật đèn tín hiệu đúng không ạ? Câu số 11. Câu số 11. Một bộ phim in which strange and frightening, đó là rất là lạ và sợ. It's called phần gì đấy? A thriller, đó là kinh dị. Không có đáp án nào phù hợp hơn đáp án này đâu. Câu số 12. Not many people went to see the film. Went là quá khứ của từ go. Go to see đó là đi xem. Đừng có nói là go see nhé, hay là go watch đúng không ạ? Đi xem. It received. Không có nhiều người đi xem bộ phim này, nhưng mà nó rất là nhiều cái gì đã đánh giá tốt. Đánh giá tốt từ những nhà review hoặc là những nhà bình luận đúng không ạ? Tuy nhiên, đúng không ạ? However, tuy nhiên. Làm sao để phân biệt được? Despite nó sẽ kết hợp với cả một danh từ hoặc là một verb in. But thì cũng cộng với một SV. SV tuy nhiên thì hai thằng này bằng nhau này, kem này. Đấy, đều có nghĩa là mặc dù. Thì chúng ta sẽ, cái gì mà giống nhau thì sẽ loại đầu tiên. Được chưa ạ? Nhưng với however thì tương tự như nhau. Tuy nhiên thì ở đây kẹp bởi hai dấu. Bạn nào mà hay xem video của cô thì cũng biết cái nguyên tắc này rồi. Được chưa ạ? Rồi, câu tiếp theo nhé. Câu số 13. Câu số 13 của chúng ta đó là he spent, dành rất là nhiều tiền on the film, và bộ phim này it wasn't a big success, nhưng mà lại không có được thành công lớn. Although, mặc dù. Cái này cô vừa mới phân biệt cho các bạn ở câu số 12 đúng không? Although và despite khác nhau chỗ này. Dạ. Câu số 14. Rồi, cấu trúc file. Cấu trúc file này mình nói nhiều đúng không ạ? File cộng với cả tân ngữ cộng với cả tính từ. Trong trường hợp phạm vi new 7 của chúng ta thì có hai tính từ thêm in và tính từ thêm ed là hai tính từ mà dễ phân biệt nhất. Thì cô sẽ loại câu A với câu B đầu tiên để cho các bạn nhìn cho dễ. Horror phim là phim kinh dị. Chúng thấy phim kinh dị này cực kỳ là ghê, sợ. Câu số 15. They spent đã chi nhiều tiền, a lot of money on the film. It wasn't a big success. Oh sorry các bạn nhé. Câu này cô lặp lại đúng không ạ? Câu số 15 là đi. Câu số 16. Đấy, tiếp tục là cấu trúc của file. File cộng với cả tân ngữ cộng với tính từ. Chúng tôi không thấy cái gì thú vị cả. It là chủ ngữ, was là động từ to be. Mặc dù đây là một bộ phim hài. See. Inspired nó sẽ bằng despite. Được chưa ạ? Rồi, câu số 17 này. In Titanic, vụ này nó là gì đấy ạ? À, nó đã đến là a poor artist. Làm sao để các em chọn được đáp án đúng? Trong cái vụ chìm thuyền đấy của cái bộ phim Titanic này này, nó đã nói cái gì đấy ạ? À, về cái ông Jack Dawson này là một nghệ sĩ nghèo nàn, đúng không ạ? Một nghệ sĩ cực kỳ nghèo nàn. Thì direct có nghĩa là hướng dẫn. Direct là hướng dẫn. Còn show là chỉ, hoặc là show, hoặc là chỉ ra, hoặc là nói đến, đúng không ạ? Còn act là nó dành cho phim thôi, diễn thôi. Star là ngôi sao điện ảnh. Đáp án đúng, B là hợp lý nhất. Câu số 18. The end of the film, đó là cuối bộ phim. Cuối phim thì rất là như thế nào? Cry là khóc, nhiều người đã khóc. Phim shocking là bị sốc. Moving là cảm động. Exciting là thú vị và boring là chán.
thì moving là cảm động. Bạn nào chưa nhớ từ mới thì học dần dần đấy các em nhé. Hình như là cũng có một số trường là thi rồi, một số trường là sắp thi đấy. Hy vọng là cái video này sẽ bổ trợ các bạn một phần nào đấy. Sorry các bạn vì đợt này là cô khá là bận, đúng không ạ? I went to the cinema. Tôi đã đi xem phim với bạn của mình vào ngày hôm qua. Verb in này. Đấy, đừng vội làm, hãy quan sát một lượt. Nên là chẳng có gì mà chúng ta sẽ không chọn là be cả nhá. Cảm thấy rất là mệt. Câu số 20 tiếp tục là verb in. Rồi câu này bạn nào đừng có phân vân giữa A và B nhé. A là phải thiếu hợp nên câu A sẽ loại vì câu B sai và thiếu hợp. Bị có verb in thì cứ dùng despise hoặc inspire hợp cho cô. Vì đến cái phạm vi của các bạn ấy, cô thấy vẫn chưa có sự đánh đố nhiều đâu. Nên là các em cứ áp dụng đúng cái công thức của Unit 8. Nhớ cái Unit 8. Unit 8 chính là những cái cấu trúc này. Hiểu chưa? Còn Unit 7 là cấu trúc của how far và used to. Number 21, câu số 21. Found chính là quá verb 2, là quá khứ của từ find. Tôi thấy cuốn sách này rất là như thế này. Put it down, đó là bỏ xuống. Tôi không thể là gì, I couldn't, tôi không thể là bỏ xuống được. Nên là cô sẽ chọn là I creeping, đó là hấp dẫn. Hấp dẫn này không phải là hấp dẫn đồ ăn đâu nha. Câu số 22, careful preparation, đây là một cụm danh từ noun phrase, đúng không ạ? Noun phrase là một cụm danh từ. A lot of difficulties, đó là những khó khăn. In making new film, nhưng cái việc làm một bộ phim mới. Đây là một cụm danh từ nên là cô sẽ chọn là đi. Despite, mặc dù có rất là nhiều cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng mà chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn trong cái việc làm phim mới. Câu số 23. The film has a silly plot. Plot ở đây là cốt. Cốt của bộ phim. Đúng ạ. Bộ phim này có một cốt cực kỳ ngớ ngẩn mà nhiều người vẫn thích xem. Tuy nhiên, và từ này nó sẽ bằng từ however, tuy nhiên và cũng được kẹp bởi hai dấu. Cách dùng cũng tương tự như thế ha. Rồi câu số 24. Bộ phim này nó sâu, nó chỉ về real life event, đó là các cái sự kiện hay là các cái câu chuyện về cuộc sống đời thực. Real life documentary, phim tài liệu. Bạn nào mà học nhiều từ mới thì cũng biết những cái câu này thực ra cô thấy là trong chương trình trong sách của chúng ta hết đấy. I have never felt là verb 2 của từ felt. Thì chưa bao giờ cảm thấy. As I did, như tôi đã từng làm. When I watched that horror film, nghĩa là tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy gọi là terrifying nè. Nên là terrible. Terrified, tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy là kinh khủng, sợ hãi đến như thế. Terrified, sợ hãi đúng không ạ? Còn terrible là kinh khủng rồi. Kinh khủng ha. Câu số 26. Rồi nhìn thấy cái từ minor là tối thiểu. Tối thiểu. Còn major đó là tối đa. Major là tối đa đúng không ạ? Tối đa. Sorry các em vì tiếng kho này nhé. Đã cũng nhịn lắm rồi nhưng mà không thể là được. Ethnic minority thì lại là một cụm từ. Đó là dân tộc thiểu số. Các dân tộc thiểu số. Các dân tộc thiểu số. Đúng không ạ? Nên là đi thi mà thấy thấy minority thì hãy khoanh vào ethnic cho cô. Câu số 27. Câu số 27 sẽ như thế nào đây? Atmosphere là không khí. Atmosphere là không khí, được chưa? It's felt được rộn ràng lên around the village, xung quanh khắp ngôi làng. Chúng ta sẽ atmosphere là danh từ. Cái không khí mùa lễ hội, e cũng là không khí, tradition là truyền thống. Nên là không khí mùa lễ hội nên cô chọn là B. Câu số 28, a lot of cultural. Cultural là tính từ thuộc về văn hóa. Văn hóa. And activities là danh từ đúng không ạ? Nên cô chọn là C. Artistic là tính từ luôn. Câu số 29, DY, the Hindu Festival of Light.
29 của chúng ta. Chúng ta thấy chữ giờ đúng không ạ? Holiday là danh từ. Nếu như mà thấy chữ giờ thì chúng ta sẽ là A. Và lại C đi đầu tiên. Bởi vì sau giờ mà có một danh từ thì sẽ phía trước là một tính từ. Chúng ta sẽ không chọn câu đi bởi vì là importance, cái đuôi này là danh từ các bạn. Danh từ đúng không ạ? The most important. Yeah. Câu số 30. Giải thưởng học viện này commonly known as là nổi tiếng. Nổi tiếng, đây là cụm từ. Là giải thưởng Oscar, là những bộ phim giải thưởng về phim nổi tiếng nhất trên thế giới. Câu số 31. It is cộng với tính từ. Thưa vâng. Cái này chỉ vật nên là cô chọn là B luôn. Amazing. Câu số 32. Cái này là lễ hội ném cà chua đấy. Lễ hội ném cà chua mà đến theo mùa đúng không ạ? Seasonal festival, đó là lễ hội theo mùa. Theo mùa. Ok. À, câu số 33. People put pumpkin, đó là mọi người đặt trái bí đỏ. Đúng không ạ? À, bí đỏ đặt ở đâu đây ạ? À, trong cái đèn lồng đúng không? Lanterns. Pumpkin là bí đỏ. Bí ngô chứ, sorry game, bí ngô. Rồi, câu số 34. Everyone has gone to the gì đấy ạ? À, festival là danh từ, chúng ta sẽ chọn một tính từ, đó là musical. Lễ hội âm nhạc. Đây là một cái, những cái câu này nó liên quan đến cái phần dạng từ thì cô thấy thì chúng ta chỉ cần nhìn cái mẹo thôi. Câu số 25. The Rio Carnival, đó là lễ hội hóa trang. A là tầm quan trọng, highlight, đó nổi bật, best. Loại đầu tiên đó là nhất, bởi vì cái này cần một nào. Buổi biểu diễn. Đúng không ạ? Buổi biểu diễn chính là cái đội diễu hành samba này. Được chưa ạ? Câu số 36, lễ hội đua voi ở Đắk Lắk được xem như là một lễ hội giữa các loài voi và được cưỡi bởi những người chủ của chúng, owners. Owner là những người chủ. Tại sao lại không chọn C? Bởi vì là cái này là số nhiều. Những con voi thì nên phải là những người, chứ không những con voi là một người cưỡi được, đúng không ạ? Rồi, câu số 37. Đấy, câu 37 có liên kết đến câu 35. Ở đây người ta lại không dùng là danh từ chỉ vật nữa, sự biểu diễn nữa, mà người ta dùng danh từ chỉ người. Cái buổi diễu hành samba này này, ở cái lễ hội hóa trang này có hàng nghìn là số nhiều người biểu diễn, đúng không ạ? Rồi, câu số 38. People in Cannes take the Cannes Film Festival. Những người ở đây thì sẽ có một cái tập tục, đó là cái lễ hội bộ phim này, đúng không ạ? À, chúng ta sẽ dùng away thì chúng ta sẽ dùng là với một cái cách thì sẽ là with, là với. Câu tiếp theo của cô đó chính là câu 39. Câu 39 của chúng ta đó là the biggest prize, đó là giải thưởng lớn nhất. Ở đây được xem như là gì ạ? Given to. Cái phần tư đó là được đưa đến, tặng đến ai? Tặng đến, tặng cho. Tặng cho cái bộ phim hay nhất. Câu số 40. The festival. Festival đấy là số ít đúng không ạ? Chủ ngữ số ít. Diễn ra. Hai từ này bằng nhau. Từ này cũng bằng nhau. Tuy nhiên này, cái này là every year, là thể hiện tại đơn, nên là cô sẽ loại câu đi. À, số ít nên là cô không thể chọn là occur dụ nguyên được, mà cô chỉ còn đáp án đúng là take place, là diễn ra, đúng không ạ? Câu số 41. Rồi, cái câu này hôm bữa cô có sửa rồi đúng không ạ? À, chúng ta sẽ every year tiếp. Nhiều bạn hỏi là last nó chỉ là một cái hành động chỉ tuần trước, nhưng mà đây là một sự thật, hàng năm năm nào cũng được diễn ra, thường niên, được lặp đi lặp lại, nên là lễ hội này thì sẽ chọn câu bị động là C. Câu bị động các em xem ở unit 9 nhé. Xem lại lý thuyết dùng cô ha. Câu số 42. Villagers voluntarily, có nghĩa là những ngôi làng tự nguyện thì đấy ạ. Quyên góp tiền của mình, contribute, là quyên góp tiền. Quyên góp tiền và những cái đồ vật khác để gì đấy ạ?
là để kỷ niệm lễ hội, kỷ niệm ha. Chúng ta khi mà nói đến cái sự lễ hội hay gì đấy thì chúng ta sẽ dùng từ kỷ niệm nhé. Câu số 43, rất là nhiều dancer, đó là những người mà nhảy múa thì sẽ đi đến cái lễ hội này để gì đây? À, hôm trước cô có nói rồi đúng không ạ? Không phải là chơi, mà khi mà tham gia một lễ hội thì người ta sẽ là gì đấy ạ? À, đây là những người mà người ta bên đạo múa, bên đạo múa thì người ta sẽ là play hay là attend. Attend là chỉ là tham dự thôi. Thế nên là theo dõi thì không có liên quan đến câu này, không hợp lý đúng không ạ? Take thì nó thiếu, thiếu động từ take có nghĩa là lấy, nên là không phù hợp trong câu này. Và play là chơi hoặc là diễn tập đúng không ạ? Diễn, nên là nó sẽ giống như từ perform ấy các em ạ, nó sẽ tương tự như thế nhé. Không có play thì dùng perform, không có perform thì dùng play. Ở cái lễ hội này thì mọi người ném cà chua vào nhau đúng không ạ? Sorry, together và each other đúng không ạ? Nên là chúng ta xếp lại giống như cô nói, với hai câu giống nhau chúng ta xếp lại là câu A thôi ha. Rồi, ok. Câu số 45, bạn nghĩ rằng là đâu là cái nào? Harvester có nghĩa là người thu hoạch. À đúng rồi, danh từ chọn tính từ. Artistic có nghĩa là lễ hội, nghệ thuật. Đấy chứ ạ. Câu 46 nhé. Critics là những người bình luận này, cho rằng là cái bộ phim này cực kỳ như thế nào đấy. Phim thì sẽ dùng tính từ thuyết minh. Rồi tính từ thuyết minh. Tuy nhiên thì tôi rất là gì đấy ạ, khi mà tôi thấy, tôi xem cái từ đầu đến cuối. À, những người bình luận phim. Cái này là cái phía trước là chỉ người nên là cô sẽ dùng tính từ thêm in, cái phía sau là chỉ vật cô sẽ dùng tính từ thêm id. Cô sẽ loại câu A với câu B đầu tiên. À, không còn đáp án nào đúng ngoài đáp án này đúng không? À, những người này họ nói đó là bộ phim này cực kỳ chán, tuy nhiên thì tôi lại thấy thú vị. Tôi đã xem từ đầu đến cuối. Câu số 47. Câu 47 Vô Vinh nên là chúng ta sẽ chọn là Despite. Mặc dù có cái kết có hậu nhưng mà bộ phim này bắt đầu với một cái vụ tai nạn cực kỳ kinh khủng. Câu 48. Rồi, mặc dù The Silly đó là ngóc ngách đúng không ạ? Nhiều người rất là thích xem bộ phim này. À, plot. Nãy cô có nói rồi, cốt hoặc là cái bộ phim, cái nội dung. Although the acting is wonderful, có nghĩa là mặc dù cái người diễn xuất này rất là tuyệt vời, nhưng mà the ending là cái kết rất là gì đấy ạ? Rất là chán, tuyệt vời. Bởi vì là khi mà dùng although á, nó giống như dùng bắt các em ạ. Nó sẽ có một cái mệnh đề trái ngược nhau, hai mệnh đề trái ngược nhau. Và câu cuối cùng, chúng tôi đã chi một số tiền lớn, số tiền lớn. Và các em lưu ý rằng đó là money là một danh từ không đếm được, nên là người ta sẽ dùng cái amount trong bộ phim này. Tuy nhiên thì không được giành thành công lớn. Đáp án B. Nhớ follow cô để học tiếng Anh mỗi ngày nhé. Cùng học, chúc em may mắn nhé trong kỳ thi sắp tới của mình.